Hello các bạn, lại là mình Sò đây. Trong video hôm nay thì mình sẽ tô màu với Maguet Himi. Như trong video lần trước thì mình đã hứa là mình sẽ đăng cái video mà mình vẽ cái tranh này lên cho các bạn xem. Cái tranh này thì tổng thời gian nó vẽ thì khá là dài, bởi vì nó là một cái chất liệu đặc, cho nên là nó không có phải là loang dễ như là màu nước, và cũng như là nó không phải là một cái chất liệu quen thuộc với mình, cho nên là mình đã vẽ nó trong 2 ngày. Khi mà mình đăng cái tranh này lên trên nền tảng TikTok á, thì mình thấy là có nhiều bạn thắc mắc là những cái cây cọ trung như thế này mà vẽ trên Maguet thì nó có làm sao hay không. Cái cây cọ này á, thì nó không phải là một cái cây cọ nó quá là mắc tiền. Cây cọ này mà mình sử dụng thì nó chỉ có khoảng 60 ngàn thôi, cọ mình mới mua, cho nên là mình xài nó cũng khá là thoải mái, giá nó cũng rẻ, cho nên là mình cũng không có bị rén các bạn. Thì khi mà các bạn xài cái cây cọ lông này với chất liệu Maguet á, thì khi mà pha màu các bạn sẽ phải pha màu loãng hơn một tí để nó có thể blend màu được, bởi vì cái lông cọ này nó sẽ rất là mềm nếu như mà các bạn pha màu nó quá là đặc á. Khi mà các bạn dùng cọ cứng á, thì các bạn vẫn sẽ tô được thôi, nhưng mà với cái cây cọ lông á, các bạn cần phải pha màu sao cho nó vừa đủ để mà nó có thể blend mực. Và vẽ xong thì cây cọ đó vẫn còn nha các bạn, vẫn xài được như bình thường, không có vấn đề gì cả. Thật ra cái lông cọ này nói là mềm thôi, thật ra nó cũng bình thường, nó không phải là một cái cọ mềm hẳn. Nhưng mà mình thấy là vẽ vẫn được, không có vấn đề gì. Nếu mà bạn nào muốn thử, các bạn cũng có thể thử với những cái cây cọ mà giá nó rẻ một chút, để các bạn thử vẽ xem là nó có ok hay không, nó có ổn hay không ha. Mình đọc bình luận và mình cũng thấy là nhiều bạn hỏi mình là tại sao mình lại đi một cái lớp nền màu tím trước lên trên phần màu da. Thì cái lý do nó cũng đơn giản thôi, nếu như mà các bạn tô thẳng cái màu vàng lên trên cái nền trắng thì cũng được, không chả sao cả. Nhưng mà mình cái này thì mình cũng học thêm mấy artist nước ngoài các bạn. Trước khi mà họ tô màu quét á, thì họ hay bay trước một cái lớp nền. Màu thì bất kỳ thôi, thì các bạn chọn thôi. Ở đây thì mình chọn màu tím, bởi vì nó theo mình thấy thì màu tím nó sẽ trung hòa và nó bớt lại cái độ quá là sáng. Và bên cạnh đó thì cái lớp nền mà của mình đang là giấy trắng á. Vì vậy cho nên nếu như mà bạn tô cái lớp màu da lên á, thì cái màu da nó sẽ bị chìm xuống so với lại cái màu giấy. Thế cho nên là mình bay trước một cái lớp màu tím để khi mà các bạn lên màu da thì các bạn sẽ thấy nó sáng hơn và các bạn dễ nắm bắt được cái màu hơn. Nha, các bạn không làm cái này cũng được, chả sao cả. Thế là mình thấy là mình học theo các cái artist khác thôi, mà thật ra là mình không có chuyên về Maguet, cho nên là mình cũng chưa có biết thực sự là cái cách này tốt hơn hay là mình không cần phải bay nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì mình đang thử bay theo như là các artist khác họ làm. Các bạn cũng có thể thấy là cái phác thảo mà mình in ra để mà mình tô á, thì nó hoàn toàn là cái phác thảo nha các bạn. Nó không phải là cái tranh mà chỉnh sửa rồi, kiểu như là nó còn rất là nhiều cái nét thừa và nó còn rất là nhiều cái kiểu linh tinh, nó không có được ấy. Cho nên là khi mà tô thì mình sẽ cố gắng để mà sửa lại cái nét, giống như là các bạn vẽ một cái phác thảo bẩn và sau đó các bạn đắp lớp lên á. Thì cái này thì ok, tại vì mà Maguet nó sẽ có cái độ che phủ cao, thế cho nên là mình mới có thể làm được cái việc này. Còn với màu nước thì các bạn vẫn phải scan và line nét cho nó chỉnh chu trước rồi mới tô ha, không có phải là in ra đậm lè như mình xong rồi tô xong rồi cái sửa thì có mà chết á. Tại vì cái chất màu nước đó là nó sẽ thiên về cái độ trong, cho nên là nó sẽ không có che phủ được hết những cái nét sketch mà các bạn gọi là phác thảo trước đó mà nó không có đúng, không có chuẩn á. Chỉ có những cái chất màu đậm đặc và có độ che phủ cao thì mới làm cái việc này thôi. Lúc là mình đăng cái trả lời thì có rất là nhiều bạn nói là không có nhận ra Tạ Nhiên hay là hai đứa bé ở dưới là ai. Thì cái này thì mình tùy do các bạn tưởng tượng thôi. Từ đó tới giờ thì khi mà các bạn đọc cái bộ truyện này, đến bây giờ mình vẫn chưa có tên cho cái bộ truyện này nữa các bạn. Chưa có cái tên nào cho cái content truyện này hết. Cứ đặt tên là Bạch Thi Minh với Tạ Nhiên vậy thôi. Cũng rất khá là buồn cười khi có nhiều bạn vào comment, các bạn hỏi là truyện này tên là gì, đọc ở đâu, thì cũng mình cũng chả biết trả lời như thế nào, mà nhiều bạn khác vào trả lời hộ thì cũng chả biết trả lời như thế nào, cũng khá là buồn cười. Nhưng mà thôi kệ, bỏ qua vấn đề đó. Thì lúc đầu mình tô thì mình tô theo cảm quan các bạn, mình không có xem lại rep của Tạ Nhiên, cho nên là mình tô mắt màu vàng các bạn. Sao thì các bạn nói thế thì phải sửa lại thành mắt màu đen vàng. Thật ra thì ở trong rep màu nước thì mình tô là mắt đen tím than, kiểu mắt đen hẳn luôn á. Nhưng mà thôi, ở Kuwait thì mình nếu mà mình tô vậy thì nó không có được đẹp lắm, thế nên là mình sửa lại một tí. Hai nhóc ở dưới thì mình lấy cảm hứng từ hai người phía trên. Thì nếu như mà mình tô kiểu giống cái màu tóc hay là giống màu mắt thì các bạn có thể hiểu là version chibi. Nhưng mà cái này thì mình cũng không có nói thêm nhiều, các bạn muốn nghĩ sao thì các bạn nghĩ. Về cơ bản thì welcome với lại những suy nghĩ của các bạn.
Nếu như mà bạn nào mà mong mà mình sẽ kể tiếp phần 2 thì sẽ không có nha. Tại vì mình thấy là chuyện nó dừng ở đó là vừa đẹp. Kiểu như là không xác định một cái mối quan hệ nào cả, chỉ dừng ở cái mức là đồng ý cho phép theo đuổi thôi, chứ không có dừng lại ở một cái mối quan hệ nào cả các bạn. Mình thấy là ok rồi. Nếu mà mình kể sâu hơn thì mình thấy nó kiểu bị sến quá, mà nó không có hợp với lại cái content kể chuyện á. Mình chỉ dừng lại ở cái mức gọi là đọc và kiểu vui vậy thôi, vui vẻ thôi, chứ không có đi sâu vào như là một tác giả truyện tranh hay là một tác giả tiểu thuyết được các bạn. Các bạn không phải là người đọc hay các bạn không phải là người kể cái câu chuyện ra, cho nên là kiểu như là mình sẽ cảm thấy là có rất là nhiều cái nếu mà mình kể sâu hơn á, thì ok các bạn nghe các bạn cảm thấy bình thường, nhưng mà với mình là người kể thì mình thấy ngại lắm các bạn. Cái này mình cũng chia sẻ thật luôn, không biết là trong mấy cái lần livestream thì mình có kể với các bạn hay không, nhưng mà kiểu như là mình đôi lúc là có những cái mình cảm thấy ngại á, đến mức mà hai nhân vật này chỉ nói đến cái chuyện mà thích nhau thôi mình cũng đã thấy ngại rồi. Trời ơi, tôi ngại quá, mặc dù tôi cũng đã khá là già rồi nhưng mà không hiểu sao. Và nói chung là sẽ không có phần 2 nhé bạn. Câu chuyện thì các bạn chỉ cần biết là nó dừng lại ở cái mức là Bạch Thiên Minh đã gọi là đồng ý cho Tạ Nhiên theo đuổi thôi, chứ cũng không phải là Bạch Thiên Minh thích Tạ Nhiên đâu. Quay trở lại với cái tranh này thì giống như là ở trong cái video trước mà mình nói với các bạn, đó là hãy cho những cái tutorial hay là những cái tip gì đó trên mạng đó, bạn hãy thử làm nó một lần. Có nhiều cái thì nó gọi là chưa đến lúc mà các bạn có thể vẽ được, mà có những cái thì rồi sẽ đến lúc đúng thời điểm, đúng người đúng thời điểm, mà kiểu thiên thời địa lợi nhân hòa, các bạn sẽ làm được, sẽ vẽ được. Mình nói với các bạn là cái bộ màu Great Himin này mình đã từng mua một bộ vào vài năm trước, mình không biết vẽ, mình không vẽ được. Mình còn thắc mắc là tại sao mà người ta có thể vẽ được cái màu này vậy ta, chứ là lúc đó mình không vẽ được, không biết vẽ luôn. Tại vì mình là người tự học là chủ yếu, tự học vẽ là chủ yếu, cho nên là có những cái đôi khi là mình không có chủ động học đâu các bạn, mình chỉ nhìn thôi. Và khi mà mình nhìn người ta nhiều rồi thì mình cũng biết cách là làm sao đúng không, vẽ được cái này cái kia cái nọ. Không phải là tự nhiên mình lấy cái cọ lông mà mình vẽ quét đâu các bạn, mình cũng thấy có người vẽ bằng cọ lông rồi thì mình mới kiểu mình học theo. Hoặc là như mình nói hồi đầu vậy đó, mình thấy là nhiều artist họ bay trước một cái lớp màu nền, sau đó họ mới vẽ quét, họ đắp lên, họ không có pha cái lớp màu quét nó quá là đặc đâu. Ngày xưa lúc mà mình xài màu quét á, mình nghĩ trong đầu mình là cái màu này phải pha đặc, phải vẽ đặc thì mới tô được, xong rồi cuối cùng là pha đặc quá, không có đi cái màu, nó cái màu nó đi rất là quằn quện, cái màu nó không có được mượt, cái màu nó không có được nét này kia thứ, nó kiểu bị hỏng luôn. Xong rồi cái mình bỏ luôn cái bộ Great Himin đó, mình không xài. Và cho đến hiện tại khi mà mình đã theo dõi cũng khá nhiều artist chuyên vẽ màu Great hoặc là các cái chất màu gọi là đậm đặc á, thì mình mới gọi là tích lũy từng chút một những cái gọi là những cái gì mà người ta làm á, sau đó thì mình sẽ bắt chước theo, mình vẽ theo người ta, thì mình thấy là bây giờ mình đã có thể vẽ được rồi. Và có một cái hay khi mà mình vẽ đó chính là khi mà mình đã vẽ được một cái gì rồi á thì sẽ rất là dễ ở lần thứ hai, ở lần tiếp theo mình có thể vẽ được, ít nhất là với những cái tranh tradi thì mình thấy là mình có thể làm được như vậy. Ngày xưa lúc mà những cái tranh đầu tiên khi mình chưa biết vẽ màu nước, các bạn vẽ xấu kinh khủng, vẽ màu nhợt nhạt khủng khiếp luôn. Sau đó mình gọi là đi xem nhiều, đi học, gọi là sao ta, đi học hỏi người khác nhiều, nhìn người ta làm sao đó, thì cuối cùng thì kiểu mình cũng có được cho mình một vài cái gọi là cái gu riêng về vẽ tranh này kia thứ, thì sau đó thì mình tự vẽ cho bản thân mình. Mà khi mà mình đã vẽ được một cái gì đó rồi thì từ từ nó sẽ theo cái đà đó, nó sẽ được phát triển hơn. Với cái màu quét này cũng vậy, mình nghĩ là khi mà mình đã vẽ được một bức tranh rồi thì sẽ có bức tranh thứ hai, thứ ba, thứ tư. Và mình cũng mong là các bạn sẽ gọi là chờ xem mình có vẽ tiếp hay không nha. Chứ mình thấy là vẽ cái này nó hơi lâu. Nếu như mà vẽ tranh người thì nó sẽ hơi lâu, vẽ tranh vật thì mình chưa có thử. Nhưng mà mình nghĩ là mình cũng sẽ thử ở trong một thời gian sau này. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy là vẽ thì cái thời gian vẽ của nó sẽ lâu hơn trên màu nước rất là nhiều. Gần đây á nha, gần đây á, khi mà cái thời gian vẽ của mình nó gọi là sao ta, nó bị dài ra. Trước đây á, mình vẽ tranh rất là nhanh, mình cố ý để cho nó nhanh như vậy, và bên cạnh đó là mình vẽ ẩu nữa, nét mình nó cũng không có trau chuốt như hiện tại luôn. Thì vẽ tranh rất là nhanh với mình, 2-3 tiếng là xong một bức tranh, 4-5 tiếng quá lắm là 5-6 tiếng đồng hồ xong bức tranh rồi. Nhưng mà bây giờ càng ngày mình vẽ thời gian nó càng kéo dài lâu ra, không phải là bởi vì mình vẽ đẹp hơn hay là sau đó, nhưng mà bởi vì mình càng ngày mình càng khó tánh hơn, và mình kiểu lúc nào cũng muốn là cái neckline này nó sẽ phải mượt mà nha, cái
phần tóc này á, nếu mà mình đã tỉa rồi mình phải tỉa chi tiết nha, mắt này kia thứ nha, những cái nào mình đã tỉa rồi thì mình sẽ tỉa rất là chi tiết đấy. Xong rồi mình lại hay kiểu đôi khi là tô màu, muốn thử một cách tô màu mới, muốn thử một cái kiểu độ bóng mới, xong rồi làm hỏng một cái tranh, xong rồi mình sẽ bắt đầu đi tô lại từ đầu. Bây giờ có máy in rồi, mình chỉ cần in cái lạc rồi mình tô thôi, chứ mình không cần phải scan nét lại như ngày xưa. Ngày xưa mình ghét nhất là cái quá trình scan nét luôn, bởi vì nó rất là lâu và mỗi lần scan xong thì nó lại khác nữa, nên là rất là ghét luôn, rất là lười vẽ lại. Nhưng mà bây giờ khi mình có máy in rồi hả, trời ơi, vẽ lại khỏi, chuyện nhỏ, tô lại mới là chuyện lớn nè. Bởi vì khi mà mình đã vẽ lại như vậy rồi thì mình càng khó tính hơn nữa, bởi vì mình thấy là ồ, vẽ bức tranh này xấu quá, tô màu này là không được rồi, thôi vẽ lại đi. Rồi đó, là dạo gần đây là cứ xu hướng của mình là cứ tô không đẹp là vẽ lại, tô không đẹp là tô lại, tô không đẹp là tô lại từ đầu đó. Rồi nó cứ kiểu như vậy đó. Mình nghĩ là cái thôi thì mình nghĩ là cái video này thì nó cũng dài, các bạn thấy là cái video này mình cố gắng mình cắt dữ lắm rồi đó, tại vì cái video gốc ấy, cái sụt thôi đó nha các bạn, là nó dài 2 tiếng mấy đồng hồ mà mình cắt xuống còn 11 phút cho các bạn, không có tua gì hết luôn đó. Những cái khoảng chích mình cắt nhỏ là trời ơi các bạn nhìn là các bạn sợ luôn à, nhưng mà mình cắt xuống còn có 11 phút cho các bạn xem, các bạn đỡ ngán. Nhiều bạn thì đó thích xem video dài nhưng mà không có nhiều bạn xem được hết video từ đầu đến cuối đâu, mình nghĩ là vậy đấy, cho nên là thôi mình cắt ngắn lại cho các bạn coi cho tiện ha. Ok, video sẽ đến đây thôi, mình sẽ gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.